Let's go. Bánh tráng nướng. Các bạn, học sinh mùa xuân là rất là thích ăn bánh tráng nướng ở đây luôn, tại vì các cô chú rất là dễ thương. Dạ. Khoảng là từ 12 cho đến 20 nghìn một cái bánh tráng nướng. Em nhìn ngon lắm, nhưng mà anh nghĩ là mình lại đi tham quan, thế hay mình mua xong mình vừa đi vừa ăn. Dạ, em nghĩ là mình thưởng thức luôn bây giờ. Ok, ăn luôn hả? Ok, mình ăn luôn cho nó. Dạ, ăn đi. Mình đói lắm rồi, đói lắm rồi. Mấy cái đây, em có ăn không? Em ăn luôn nữa. Dạ. Ăn luôn đi, ba cái đi, ba cái đi. Dạ. Thập cẩm hết cho luôn em ba cái. Dạ, ba cái thập cẩm. Một cái này là bao nhiêu tiền vậy cô ạ? Thập cẩm là 24. Thập cẩm 24. Mai chút chút. Mình ăn hết thích hơn, để mình có em đi ăn đi biết rồi. Dạ, vậy mình ăn hai cái thôi. Hai cái, hai cái. Dạ, vậy cho con hai cái thôi nha cô chú. Cô chú bán lâu chưa? Bán lâu rồi. Em mấy năm rồi? Mấy năm rồi? 4-5 năm. Wow. Bán từ sáng tối luôn à? Bán sáng chiều, bán trường khác. À, trước em tập làm cái bánh tráng nhưng mà được không? Toàn, tôi toàn đấy. Xem bên trong đây có gì này, chắc có tép khô này. Có gì? Hành phi, hành băm, hành phi, hành tươi, bơ nè. Dạ. Mayonnaise này. Có rất nhiều những cái nguyên liệu cho một cái bánh tráng nướng. Có ai biết ăn cay không? Dạ, em ăn cay được. Dạ, em ăn cay được không? Dạ. Dạ, cho nó cay vừa hả? Con đường này tầm bao nhiêu, còn bao nhiêu quán này? Dạ, ngoài kia là quán thì rất là nhiều, nó ăn tại vì nó có, dạ nó có đầy đủ những cái món mặn, món tráng miệng và những món nước luôn, nó rất là đa dạng lựa chọn. Ý là trường này chỉ có mỗi con đường này đúng không? Con đường nào đó? Dạ, con đường này, và ý là đi dọc đường Quỳ Sơn thì cũng có vài quán nữa mà các bạn Quỳ Sơn rất hay ăn. Cái này là cẩm là làm nhiều món cộng lại đúng không? Mắm ruốc là cái nào ạ? Mắm ruốc là lấy cái hũ mắm ruốc. A là nó sẽ bị nướng trong mấy món ruốc. Anh thích ăn mà ruốc không? Nghe tao bị nướng miếng ruốc. Mà ăn thử trước cái thì để cho nó giờ để chị. Dạ. Đúng giờ anh. Cái tầm bao nhiêu lâu để bao nhiêu lâu thì nó sẽ giòn à? Mẹ lắm. Mẹ lắm. 2 phút rồi. Cái pan này rất là nở lắm. Chất nó là nở chất là của ơi nóng thế. Nhưng mà em anh ăn chung nhá, em ăn hết ở đâu ấy? Dạ. Chung đi. Đây ạ. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô chú. Ok, cảm ơn. Nhưng mà to nhỉ? Ở dưới kia thì còn những món gì nữa? Dạ, dưới kia sẽ có những món cơm trong buổi trưa và những cơm món à, như là bún bò Huế đúng không? Dạ, có bún bò Huế và có rất là nhiều những cái cơm gà. Nhưng mình ăn một cái này thôi nha. Bún xào. À, cơm gà hả? Lát mình sẽ em nghe nói có một món chính là món gì? Cơm gà da giòn đúng không? Dạ, rất là hấp dẫn luôn ấy ạ. Anh nghĩ cái này ăn ở Sài Gòn thì mình còn ăn được cơm gà giòn. Dạ, bây giờ thì chắc mời anh Chiso với anh Cody ăn thử nó đang như thế nào nha. Nhưng mà em nóng quá. Nóng quá hả? Anh cắn đi. Thôi anh cứ cắn đi. Anh em mình ăn chung. Cắn đi. Bỏ này ra cho nó đỡ. Ngon không? Nó căng lớp ngoài nó giòn. Nó có thơm, mùi thơm của cái hút hè tôm à. Đấy. Thôi đưa đây, chậm không tả nữa để xem. Còn miếng. Chứ cắn nó giòn. Còn miếng. Thèm quá. Ồ, gõ á. Ngon không? Từ cho, để một cái kia. Em riêng ha. Cho nó thoải mái. Em ăn em chung với hai anh cũng được. Em chung. Ok. Dạ. Chưa, ok. Thôi em ăn thôi, chưa để anh đi. Dạ. Đây. Ngon đúng không anh? Ngon. Từ những ngày đầu em vào buổi xuân là em đã bắt đầu ăn bánh tráng nướng của cô chú rồi đó, tại vì rất là ấn tượng và rất là ngon luôn. Thôi mình đi nha, là bây giờ đi tham quan luôn. Dạ. Ngon rồi. Rồi. Cảm ơn cô chú. Rồi, hai cái là wait a minute. Ôi, mình chưa trả tiền. Đẹp trai mà trai mặt. Thôi nếm chứ mua trả tiền rồi. Chị Son uống nhỉ? Uống cà tác, ăn uống sữa bắp. Ok, được không? Anh em mình uống chung. Có ly nhỏ mà. Có. Ly nhỏ chỉ có 5 ngàn thôi. Chị mua 2 ly nhỏ ha. 2 ly nhỏ đi. Không, cái sữa mình uống chung. Đúng rồi. Ok. Cà tác nhỏ không? Dạ, 2 ly nhỏ và 2 cà tác nhỏ. Mình tiêu hết nhiêu ta? Hai cái này là 50. Kiểu học sinh không có tiền ấy thì kiểu mấy món này vừa ngon vừa rẻ là ok la đấy. Bình thường ngoài em ra thì ở trong trường có những ai mà đi ăn chung với em không, có thích ăn uống chung với em không? Dạ có, em thường hay đi ăn với bạn bè. Mình đi sớm một chai lớn là 10 ngàn nè. Dạ dạ vâng ạ. Dạ dạ. Cảm ơn cô chú ạ. Dạ cảm ơn chú ạ. Giờ đi thôi. Ôi. Hơi ngọt. Trời ơi. Hết sảy luôn, có nghĩa là thấy combo ấy nhỉ? Hai món này như là combo vậy. Cái con hẻm này là một cái gọi như là thiên đường ẩm thực của Quỳ Sơn. Tại vì chúng ta có rất là nhiều món ăn ngon và rất là nhiều hoàng hán. Hoàng hán. Rất là nhiều hàng quán. Và các bạn có thể lựa chọn. Giống như em là thường là em ăn không bao giờ mà hết những cái món trong này luôn. Ví dụ như mình đi tới đây là mình đã có một cái quán mua bò này. Bò này. À mỗi
trong một cái hẻm xong rồi có nhiều ngõ, ý là nhiều cái hẻm nhỏ. Có nhiều cái trong mỗi cái hẻm nhỏ là một quán đúng không? Dạ đúng rồi. Hay nhỉ. Nó lại ê nói chung đồ ăn nó lại rất là đa dạng vùng miền luôn á, rất nó nhiều luôn đấy. Nhưng mà bình thường nhà em có ở đây không? Dạ nhà em thì ngay Trần Đạo qua đây cũng khoảng 10 năm hồi trước. À thế nói chung là cũng nắm vùng cái khu này rồi nhá. Dạ. Là một cái con ma ở trong cái vùng trực này rồi. Trong đây là có một món rất hay là quán cơm cô Thảo. Quán cơm cô Thảo. Mọi người có muốn đi tham quan quán cơm cô Thảo không? Ok vào quán cơm. Nhưng mà nhưng mà mình không mua vì có bị cô ấy dạ, thì, không? Thì mình cứ tham quan thôi tại vì em nữa còn những cái phần rất là đặc biệt để chờ đợi hay ở phía sau. Anh sợ không mua xong cô ấy đuổi đi. Sợ. Thì quán cơm cô Thảo thì các bạn thường được các bạn buổi xuân gọi là quán cơm gà bơ. Ừ. Thì đây là một cái món cơm rất là đặc biệt á. Quán cô Thảo mà chỉ có cô Thảo có thôi ạ. Đây hả? Dạ gà bơ và sườn bơ. Đây hả? Dạ đây là quán cơm cô Thảo. Bé cái này có phải là món gà bơ không? Đây là gà cái gì? Không gà sườn mỡ. Sườn mỡ. Đây là món gà sườn bơ nè. Gà sườn bơ nè. Dạ. Dạ. Dạ chào cô ạ. Giờ mình không bây giờ mình cứ hỏi cô một tí đi. Hỏi công thức của cô đi, hỏi cô làm như nào. Hỏi công thức của cô để mà mở quán khác cạnh tranh cô à? Hôm nay được Châu dẫn tới thì con mới biết có được cô ấy. Hôm nào con sẽ đến thử nhá. Trước đây cô làm nghề gì mà bây giờ cô? À hồi xưa cô chỉ bắt cơm thì cô bắt nước. À. Dạ. À. À cô chuyển vào. Giờ cô chuyển vào đây cô làm quán to hơn. Sao cô nghĩ ra được cái món gà mà làm bơ với bơ như này? À, quy hỏi khẩu vị xem mà thích ăn gì cô làm ở đấy. Ngon quá phải không? Sao cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô nha. Con đi ạ. Em chứ con sẽ ghé ạ. Cảm ơn cô. Cái gà da giòn là sao ta? Có nghĩa là cắt cái da ra chiên ở giòn cứ ngắt lên xong lấy đắp lại may lại. Ở đó thì yêu. Yêu hả? Dạ không phải ạ. Dán miếng kia dán lại. Dạ không, ở đó thì người ta sẽ có một cái miếng gà và hình như là các cô cái chú chiên ngập dầu á và làm cho cái miếng da nó ở ngoài nó giòn lên rồi nó rất là đặc biệt. Thì vẫn mềm. Ông này ông dạ, ăn xong ông biết công thức luôn này nè. Ôi, đến ngã ba mình đi dạ. Ngã tư dừng lại đây một tí thì ở ngã tư này có rất là nhiều món của các bạn xin hay ăn luôn ạ. Thì ở đây có hai món rất là hai quán rất là nổi tiếng ở Bùi Xuân. Đây là công nhận mở. Dạ. Và quán cơm sinh tố. Dạ tại vì ở quán cơm này thì cô chú có bán cả sinh tố lẫn những trái cây dầm và những cái món nước uống rất là ngon. À, cái cơm các bạn thường gọi là cơm sinh tố. Có cả cơm và có cả sinh tố. Cái cơm sinh tố là ăn xong là hơi toan. Nhưng mà nó bụng quá. Anh vừa đi ngang thấy cái dĩa thịt chiên của các bạn đó anh thèm quá. Nước miếng thịt nó lại tứa tứa rồi này. Ừ. Đâu? Em đói lắm thật, em đói lắm rồi. Ờ anh cũng đói rồi. Thôi mình tới quán luôn hay sao ha. Bây giờ mình sẽ đi tới món chính nha. Dạ. Đi. Ở đây có cả cà phê rất nhiều này. Dạ đúng rồi. Ở đây cũng là một quán hủ tiếu mà mấy bạn rất là hay ăn nè. À. Giá chỉ dao động từ 25 tới 30 ngàn. Pizza này. Dạ đúng rồi. Kiểu món gì cũng có luôn. Món pizza này thì nó mới vừa mở thôi nên em chưa có thử vô anh chạy chưa có gì. Em để ý quán này rất nhiều đông ở đông học sinh. Thường những ngày mà em chán cơm hay chán bún thì em sẽ vào đây ăn hủ tiếu. Tại vì ở đây quán là hủ tiếu hủ tiếu. Dạ đúng rồi ạ. Thì ngon nhỉ. Và đặc biệt là ở đây có một món hủ tiếu trộn rất là ngon. Trái cây. Đêm sơ nãy giờ cũng nhiều hơi nhiều quán đấy, chắc phải chục quán rồi đấy. Đây nữa là cổng súp cua nữa đúng không? Đúng rồi ạ.